Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành điều động, luân chuyển 27 lượt cán bộ. Cụ thể, thực hiện luân chuyển 4 cán bộ và điều động 23 lượt cán bộ. Trong đó, điều động từ tỉnh về huyện 2 lượt cán bộ, từ huyện lên tỉnh 3 lượt cán bộ, từ cơ quan này sang cơ quan khác 14 lượt cán bộ và từ huyện này sang huyện khác 4 lượt cán bộ. Sau khi hết thời gian luân chuyển, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, đánh giá từng trường hợp cụ thể để phân công, bố trí công tác sau luân chuyển phù hợp và đúng quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan đơn vị xem xét bố trí, phân công cán bộ sau luân chuyển phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế, gắn với trách nhiệm cá nhân của cán bộ được luân chuyển và kết quả đánh giá cán bộ để làm cơ sở phân công, bố trí cán bộ sau luân chuyển.